Chào anh em, mình đang xuống Vĩnh Phúc anh em ạ, mua con Honda Giro X. Đây, hai bố con mình, cùi mình đây. Hồi trước mình có mua một con, vợ mình lấy hay đi chợ, con bé mình đang thích một con và thỉnh thoảng cho nó lấy cho nó đi lượn lờ, lấy chế cháo nữa. Thấy cái ông này ông đang bán một con, mình phi xuống đây để trở về nhá. Xong rồi anh em ạ, mình vừa bốc lên. Hôm nay đúng ngày mưa phùn gió bấc. Bây giờ chuẩn bị đi về nhá. Cái con này nó khác hẳn con của mình ở nhà luôn. Tí về sâu cho anh em. Bây giờ cho anh em nhìn qua một xíu đó này. Đấy, phần sau này nó có một cái kệ này để hàng. Nó khác con xe trước của mình. Cái mặt đồng hồ của nó khác luôn. Mình trèo lên cho anh em ngó một xíu. Con này đời cũ hơn, nó không đời mới FI như con kia của mình. Rồi, lên đường nhá. Đang trên cao tốc Nội Bài Lào Cai rồi anh em ạ. Còn khoảng 20 cây nữa là về nhà mình thôi. Về cho nó có bạn với con kia. Về nhà nha anh em ạ. Rồi, cho nó có bạn với con xe này. Đấy, con này bây giờ thì vẫn rơi cái dép nó nổ thôi. À đâu, mình tắt khóa. Con này từ hồi đấy bây giờ để vẫn chạy anh em ạ. Chưa làm gì luôn. Đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ cho con này xuống. Không biết hai vợ chồng mình có nâng được xuống không. Nếu không thì mình để sẵn cái xe nâng đây rồi này. Bích vào đít phát là cho xuống. Đấy, con lắc thử là hết cỡ như nào, cho đổ hàm bên, cho đổ được không? Bên kia, vừa bên kia nào, đừng có vít, rồi, đấy, nhẹ thế. Đấy, tí cho cún đi thử vòng không? Đấy, đúng, ở con cái khóa đang ạ. Đúng rồi, con có cái khóa ở cái ghế á, cái khóa ở cái ghế. Đây là mở này, đây là khóa nha, khóa nó sẽ không thể là cựa được và không thể tiến lùi được. Đây, mở ra này, chúng ta có thể tiến lùi bình thường. Đấy, và có thể nghiêng được đổ hai bên cũng khá nhiều. Cái đồng hồ báo ở đây không đấy? Phanh thử. À, bóp phanh đây. Con này nổ không ngon bằng con kia của mình. Úi. Đèn đóm đầy đủ hết này. Đây là mình khóa vào nhá. Rồi. Con này là Honda Giro Up anh em ạ. Con lần trước mình mua là Honda Giro X. Đây. X4. Con này thì mình thấy nó xịn hơn nhiều luôn. FI. Có sưởi tay đầy đủ hết này. Con này thì thiết kế như kiểu chuyên để chở hàng hơn con này. Đấy, hai này khác nhau. Nhìn cũng cùng xem xem nhưng mà thật ra nó khác chất luôn anh em ạ. Đúng rồi, cái này ở đúng rồi đấy. Chuẩn luôn. Ta lấy 4 cái 14 đi con.
Mình vừa lắp những cái tay này vào anh em ạ, nhìn nó cứng hẳn cái xe lên. Bây giờ đổ xăng vào nhá. Ông này ông cho được đúng một tí xăng về nhà là hết sạch luôn. Hai con này, cái con hồi trước mình mua nó là động cơ 4 thì phun xăng điện tử FI ấy, còn con này thì nó là chạy động cơ 2 thì xăng pha nhớt anh em ạ. Hai chiếc này động cơ 50cc tất. Đây, mình sẽ phải đổ xăng pha thêm một ít nhớt 2 thì này vào. Đèn còi thì vẫn ngon hết anh em ạ. Nhìn vẫn lịch sự phết. Hôm nào mình sẽ thử chế vào con mobile home của mình đi. Chỉ cần làm một cái móc, móc vào thôi là được. Cái con này hay ở chỗ là các bạn có thể đứng ở ngang dốc hay đứng chỗ nào chăng nữa, chúng ta cần khóa phát vào giữ đứng hướng thẳng của nó là nó sẽ không trôi, không bị đổ luôn, chạy cũng phê nha mọi người. Đây mình thấy cái xe này hay làm hai chiếc, nhưng mà cái chiếc của mình này nó khác hẳn, khác hoàn toàn. Cái phần này nó rời ra như thế này đấy, con này thì nó lại theo đằng sau này luôn. Con này là đằng trước một khúc, đằng sau một khúc, nối ở cái khớp chỗ này. Con này thì là đằng trên yên này nó lại theo phần đằng trước, nó chỉ nối mỗi phần máy với phần bánh thôi. Đấy. Thôi vào cơm nước anh em ạ. Tối muộn quá rồi. Rồi nha bạn, mình vừa test xong mấy vòng.
có cái view cánh đồng đẹp quá, đứng chụp mấy bức ảnh. Con này hai thì nên là máy nó chạy ì, không bốc, mình thấy không bốc bằng cái con lần trước của mình, hay là do máy nó xuống chất hơn, không chất bằng con Guido X 4 thì mà FI lần trước. Nên là dòng xe ba bánh anh em ạ, nên là đi một tay cũng dễ, có những đoạn mình phải cầm một con máy quay đi một tay. Nãy mình ga mắc lên được 50 km/h, đúng là 50 cc, đi đúng 50 km/h luôn. Đây là phần sau này, mình sẽ cho anh em nhìn kỹ hơn một xíu. Con này hôm nào có độ chế gì ta, có gắn biển số luôn. Ở bên Nhật là nó có đăng ký đầy đủ, Việt Nam không đăng ký thôi. Có hai đèn xi nhan, đèn sau đầy đủ hết. Phần cầu của nó này, cầu V-size đầy đủ. Con này gầm hơi cũ anh em ạ. Hai bên này là hai phanh tăng trống này. Bây giờ mình mới nhìn này, chảy dầu nhiều quá. Con này hơi cũ, cũ hơn con trước nhiều. Đây là phần máy của nó. Máy này nó mất cả luôn cái cần khởi động rồi anh em ạ. Ui dồi, hôm qua mình mua lúc tối vội không để ý, hôm nay nhìn thấy cũ quá. Số khung, số máy đầy đủ này. Nhưng mà xe cũ quá rồi anh em ạ. Con này chắc cái độ chế chơi chơi thì thôi. Mình chạy thấy nó cũng không được xịn, tã tã quá rồi. Đó, anh em nhìn kỹ, nhưng mà hơi tã. Con này mình lấy là 20 triệu rưỡi anh em ạ. Hỏng sơn xiếc lại hết này này. Ở đây nó có những cái hốc như thế này. Mở ra xem, mình như là để đồ được thì phải. À đúng rồi anh em ạ, có hốc để đồ như thế này. Bên này có một cái nữa, có thể mở để đồ, cho nên có gì chúng ta có thể nghiêng nó như thế này. Đấy, để mở cái hốc này ra. Chỗ này không biết có phải ắc quy không, mình không biết ắc quy nằm ở đâu. Con xe Hero X thì có một cái nắp mở ắc quy ở đây. Đây là khóa xăng này. Con này thì không thấy có. Chỗ này là cái khớp chuyển động, nối đằng trước với đằng sau này nha. Đấy. Không biết còn gì sâu không, hay ông nào bung ra chơi ta. Lấy cục máy này chế được cái gì không. Nhưng mà cứ để chạy này, còn ngon ngon thì cứ để chạy ra anh em nhỉ. Đằng trước này cũng là phanh tăng trống, cũng phanh cực kỳ nhỏ. Bộ giảm sóc của nó này, thêm một cái càng trợ lực giảm sóc thì phải. Nó thiết kế càng đôi như thế này. Con này mà đời mới thì nó mình thấy như hơn 100 triệu sau ạ. Nhưng mà đây là hàng bãi rồi, hàng cũ. Rồi, như hôm nay mình vừa đi mua xong con xe này, show mấy anh em chơi nhá. Không biết bây giờ độ chế hay làm gì ta. Anh em thử comment xem nào. Con này mấy con kia mình từ hồi đấy vẫn chưa biết làm gì. Cứ vứt ở đấy. Con này thích thích thì mua thôi, nhưng mà cũng chưa biết làm gì luôn. Rồi, hẹn lại anh video sau nhá.